Cô bực mình nhá, à, sụp chất xiên, sụp chất bay phôn nè. Thế sống khoảng nè. Phân phôn bì nè. Phôn bì là con sức cả. Ôi xí cái tập bay rụt. Cái sài phôn kì. Thằng chị con đi lại thì chập nhưng mà thọt nữa cái bông rồi bông phải hạ cái đầu thông ai cháu hồn đây thì vô này. Đây nè, cái tay môi à. Nó mềm quay là mặt bao rồi. Chặt khó xì khó xa rồi. Hả? Lắng lắm nhỉ. Lên cái chỗ ạ ba tư mọt đây đi nhìn cái khay kia đâm cốt nó này. Hey, lớn. Thế mới đã thọt bàn muôn đông đẹp đại. Thế
chỉ cái chữ bỏ bỏ từng khán ôn họ ban là tuyệt. Qua lẻ thì nào bật thăm và chẳng mau đợi ấy. Sức khỏe chẳng hôn đó nè. Sức Hồi cơm mới đây.